Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến giữa thầy dạy toán Bondi và cô Miss Circle cũng dạy toán nha các bạn nha. Để coi là liệu cô giáo dạy toán và thầy giáo dạy toán quấn lộn với nhau thì ai sẽ là người mạnh hơn nha các bạn. Ngay bây giờ các bạn ủng hộ cho cô Miss Circle thì bình luận số 1, và các bạn nào ủng hộ cho thầy Bondi thì hãy bình luận số 2 nha các bạn. Mình là sẽ theo phe của cô Miss Circle nha các bạn. Bình luận số 1 nha các bạn nha. Rồi, nhưng mà trước khi vô video này thì các bạn nhớ để lại cho video một nút like nha. Nhưng mà nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like phía dưới nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi, nhớ lại đi kênh nha. Ok các bạn ơi, và đây chính là cái video đó nè. Bondi với Miss Circle Trilogy Full Episode Movie, có nghĩa là bộ phim giữa thầy Bondi và cô Miss Circle nha các bạn. Cái này được làm bởi một cái kênh tên là Lucari Animation nha các bạn nha. Nếu như các bạn muốn xem video này thì link mình để dưới phần mô tả nha. Bây giờ chúng mình cùng nhau vô coi nó nhiều quá, let's go. Mình nghe cái tiếng gì đó giống như là một cái tiếng thước kẻ mà các bạn đập vô tay vậy nè. Hình như của thầy Bondi á. Có một bạn học sinh bạn nhí chạy qua và thầy Bondi dí theo các bạn ơi. Rồi tiêu thằng này rồi. Thầy Bondi quýnh này. Nhìn thầy ấy nè các bạn ơi. Trời, thầy ném cái thước đi rồi. Ném cái thước vô đầu cái nhỏ té luôn. Rồi tiêu đời thằng này rồi các bạn ơi. Thầy Bondi sẽ quýnh bể đít nó luôn. Let's go baby. À, như có Miss Circle xuất hiện phải không? Khả năng cao là như vậy các bạn ơi. Yeah, let's go. Cô Miss Circle đã xuất hiện. Và cô ấy không biết đây là đâu hết. Đây không phải là cái trường học giấy của cô ấy. Và cô ấy đã thấy một đứa học sinh các bạn ơi. Vô vô vô. Cô thấy học sinh nha, cô kêu là he he boy. Chắc là cô tính xử nó luôn hay gì. Boy. Và thầy Bondi cầm cái thước lên. Ồ, bắt đầu solo. Nhìn học sinh. Thầy Bondi đã đá đứa học sinh đi. Và để cho cô Miss Circle không quýnh được đứa học sinh đó các bạn. Chỉ có thầy mới được quyền quýnh thôi. Rồi, vậy là cô Miss Circle đã biết được đối thủ của ấy thật sự là ai. Trời, quay cái thước nhìn ngầu không? Dữ. Cây thước quýnh lộn với cây Kumba. Ê, 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 kèo này căng nha, kèo này căng nha. Bắt đầu vô nào. Đánh nhau đi. Để chiêu của Miss Circle. Ủa, cô Miss Circle của cao hơn thầy Bondi các bạn ơi. Thầy Bondi sợ rồi, né rồi. Thầy Bondi ôm học sinh bỏ chạy. Hồi nãy thì quýnh nó, bây giờ thì ôm nó. Anh chạy đi đâu hả Bondi? Tôi xí theo anh. Hãy quay trở lại đây đi. Cái tên đầu trái trứng kia. Cô Miss Circle gọi cái thầy Bondi là đầu trái trứng. Tại nhìn giống trái trứng. Ok. Kìa kìa, thầy Bondi đang bỏ chạy. Vô, cô Miss Circle đang dí theo các bạn ơi. Thầy ấy quăng cái thước vô đằng sau, dính cái đầu cổ. Ủa vậy ai đứng này vậy? Nói gì trời? Ủa cái thước kìa các bạn ơi. Hình như đây là một người bạn của thầy Bondi. Còn vậy nhanh dữ hả? Cô Miss Circle xử luôn. Ném đi luôn. Lộ một vòng xong mày ném đi mấy chục vòng luôn. Bạn sẽ không thể thoát được tôi đâu. Thầy giáo dạy toán à. Ủa ai đây? Nó vừa mới mở cửa ra nó chết luôn. Bọn đi, hãy lên đường đi. Ủa ai vậy? Ai mới quăng một cái đồ cái cây bút để vẽ tô màu? Quăng như cô Miss Circle, cái cô ấy ôm thằng nhóc đi luôn rồi. Wait what? Không quan tâm, bây giờ trên tay cô ấy đã có được em học sinh rồi. Chắc là cổ mới ăn thịt em học sinh hay gì. Rồi, thầy dạy toán, tấn công. Let's go. Cuộc chiến nhà các vị thần bắt đầu đây. Để xem có ai mạnh hơn nào. Thầy Bondi muốn bỏ chạy có vẻ như thầy yếu hơn á. Rồi rồi, bắt đầu rồi. Cô Miss Circle đã ăn cái đứa học sinh đó luôn rồi. Và sau khi ăn xong, cô ấy đã chuyển qua chế độ tàn ác, màn hình màu đỏ. Bỏ chạy đi thầy dạy toán ơi, thầy quýnh không lại cổ đâu. No, God, please, no, no.
No! Ủa, không phải. Hình như là lúc này là thầy giải toán điên lên chứ không phải là cô Mr. Cô điên lên. Mình bị lộn rồi. À, giáp mang học sinh của thầy, thầy điên lên, thầy trả thù nè. Cô ấy đồ vô quýt lộn luôn. Hai solo hai. Wow! Thầy muốn đi bây giờ mạnh vậy? Ê, sức mạnh của cây thước. Ủa mà sao ồn quá? Vô! Cái này giống như tiếng chiếc xe nó đang chạy đó các bạn ơi. Thầy có khả năng dịch chuyển hả? Đánh vô bụng một cái. Lái xe hay gì vậy? Ok, thầy Bondi đã hết điên rồi các bạn ơi. Và cô Mr. Cole đã thua. Em học sinh thì cũng đã chết sau khi bị cô ấy ăn thịt. Và cô Mr. Cole đang ngồi đây với một dáng ngồi khá là kiểu gục ngã các bạn. Chịu thua. Nhìn qua nhìn lại không biết mình đang ở đâu. Ê, xin chào nha. Thầy Bondi, thầy chào cổ. Vụ gì? Hãy giải thích cho tôi đi. Tại sao cô là ai? Tại sao cô lại cố gắng để giết những đứa học trò của tôi? Hả? Để coi cô Mr. Cole trả lời làm sao. Tôi tên là Mr. Cole. Ủa vậy thôi hả? Người ta hỏi quá trời luôn mà trời. Ủa ai đây? Nhân vật gây lít. Cô không, đáng lẽ ra cô không nên ở đây cô Mr. Cole. Để mình dịch cho các bạn nghe nha. Rồi đây coi ổng nói gì nữa đây. Anh là ai vậy? Tôi chính là Nu. Tôi có thể giúp cô thoát khỏi đây bởi vì cô không nên ở đây. What? À, cô có thể rời khỏi đây ngay bây giờ nếu như cô muốn. Ồ, giống như thực thể giữa các vũ trụ hả? Không đâu, tôi ổn mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở đây trong một khoảng thời gian nữa. Được rồi, vậy thì đừng có phá vỡ những cái luật lệ trong đây nhé. Giống như là việc cô vừa mới giết em học sinh hồi nãy đó. May mắn là tôi đã cứu cái em học sinh đó. Mr. Cole trả lời là tôi hứa sẽ không làm gì nữa đâu. Rồi, rồi cô ấy, cái ông nuôi này ông nói là được rồi. Vậy thì hãy cái gì? Make yourself at home có nghĩa là làm như cô đang ở nhà hả? Chắc vậy á. Kiểu cho thấy thoải mái hay gì các bạn. Ok các bạn ơi, vừa mới hết một cái video. Bây giờ mình còn một cái video nữa về giống như thế này. Bây giờ mình mở cho các bạn coi luôn nha. Ok các bạn ơi, và đây chính là cái video đó. Thầy Bondi và cô Mr. Cole chuyển trường với nhau. Ui, what? Có nghĩa là thầy Bondi sẽ qua trường của cô Mr. Cole hay gì? Rồi bắt đầu luôn nha các bạn. Cô Mr. Cole thì ăn bánh Oreo, còn thầy Bondi thì ăn trái táo. Hai người này ăn ghê thiệt á. Ủa gì vậy? Vô, có động đất các bạn ơi. Sao giống nghe tiếng của đo vậy trời, giống nghe em đo quá à. What was that all about? Cái đó là gì vậy Mr. Cole? Who knows? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ chắc là điện nó bị chập mạch hay gì đó đó. Ừ. Vậy thôi ăn tiếp đi. Điện giật. Thầy Bondi đã đẩy cô Mr. Cole ra để điện giật vô người mình. Và thầy ấy đã bị kéo đi đâu đó. Và cô Mr. Cole cầm cái táo lên nhưng mà không ăn. Thầy Bondi đã vô trường học giấy. Fundamental paper các bạn ơi, let's go. Ok, vậy là hai người bây giờ đổi trường với nhau nha các bạn nha. Quẩy trường thì cái chứ. Thầy Bondi thì ở trường của cô ấy, còn cô ấy ở trường thầy Bondi. Thiệt là bó tay giấm cơm các bạn ơi. Ê, nhưng mà cô Mr. Cole cổ nói tiếng Nhật các bạn. Who knows, sao mà giống như tiếng Anh mà phiên bản Nhật Bản, người nói Nhật Bản nói chuyện vậy đó. Ê, mà công nhận thầy Bondi thật là giga chat ha các bạn. Thấy điện giật cái là đẩy con gái là để đỡ giùm các bạn à. Giga chat. À được, cô nói chứ. Ok các bạn ơi, vậy là thầy bây giờ đã vô trường này rồi. Thầy sẽ gặp cô Blomi đồ các kiểu nữa các bạn. Sẽ gặp Alice đồ các kiểu nữa nha các bạn nha. Rồi video của mình tới đây cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Mong là các bạn nhớ cho cái video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.